Sáu loại hoa nên thắp hương trên ban thờ gia tiên ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch để may mắn cả tháng, tiền bạc ùn ùn kéo về chật kép. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm thì gia đình Việt lại đón Tết Đoan Ngọ. Cái thời điểm này, những người nông dân đã kết thúc một cái vụ mùa và thắp hương để tạ ơn đất trời, tạ ơn tổ tiên đã cho một mùa vàng bội thu thắng lợi. Vậy nên, nhiều gia đình đã chuẩn bị cái mâm cơm cúng vô cùng kỹ lưỡng, đặc biệt cẩn thận để bày lên trên ban thờ cùng cái loại hoa đẹp nhất giúp mang lại may mắn bình an cho gia chủ. Với cái mong muốn là gì? Hoa thơm, trái ngọt, lan tỏa để đơm hoa kết trái. Vậy nên là cái hoa và quả là cái thứ không thể thiếu trên ban thờ trong mỗi dịp là lễ Tết Dỗ Chạp. Tết Đoan Ngọ cũng đã sắp tới, cùng với đó là những cái cung bậc cảm xúc khác nhau để lại trong lòng mỗi người. Hình ảnh các loại hoa thắp hương lên ban thờ ngày Tết Đoan Ngọ lại nở rộ mang lại cho chúng ta những kỷ niệm khó quên. Cái việc lựa chọn hoa tươi thắp hương cũng được xem là một cái món quà ý nghĩa, trao gửi cái tình cảm của mình đến với các bậc thần linh và gia tiên. Mỗi một loại hoa đều mang trong mình một cái vẻ đẹp riêng biệt và đem đến những cái thông điệp ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống. Cái điểm chung của những loại hoa này là cái sự nhẹ nhàng bên ngoài nhưng lại tràn đầy cái nghị lực vươn lên. Hoa cúng Tết Đoan Ngọ thì dâng lên ông bà tổ tiên cũng được xem là cái biểu tượng đấy, mang lại cái kỷ niệm khao khát về những cái ước mong tốt đẹp hơn trong tương lai. Đây cũng được xem là cái dịp để con cháu tỏ lòng thành kính với tổ tiên cũng như là các bậc thần linh. Vậy thì trong ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch năm 2024 sắp tới đây thì chúng ta nên thắp hương hoa gì lên bàn thờ để chiêu mời cái tài lộc cho gia chủ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta biết ban thờ gia tiên là cái nơi linh thiêng, vậy nên là không phải cái hoa gì cũng có thể cắm được ấy. Có những cái loại hoa đại kỵ cắm lên, cứ cắm lên là cả nhà lụi bại. Nhưng mà cũng có những loại hoa tốt lành may mắn. Thì trước tiên để mà đặt lọ hoa, đặt mâm ngũ quả cũng như là bày biện cái đồ thờ cúng lên trên ban thờ ấy, thì chúng ta cũng cần phải lau dọn ban thờ sạch sẽ. Trong quá trình lau dọn ban thờ, chúng ta sẽ sử dụng một cái khăn lau ban thờ chuyên dụng nhé. Quý vị có thể ra chợ mua cái khăn mới, hoặc là quý vị cũng có thể là gì, sắm sửa một cái khăn mới cho mình ấy để lau dọn nhé. Lau ban thờ xong quý vị lại giặt khô và để đó, lúc nào cần thì lau lại, chứ không nên dùng cái loại khăn để lau bàn ghế. Đấy, khăn lau bàn ghế hay là gì, hay là khăn lau bát đũa mà quý vị lau ban thờ thì là gì, tuyệt đối không nên nhé. Quý vị nên dùng cái loại khăn lau ban thờ để gì, khăn lau chuyên dụng nhé, cứ dùng xong thì lại bỏ đi. Bên cạnh đó, quý vị cũng không nên dùng nước lã lau ban thờ, mà để lau ban thờ được bàn thờ được thơm tho sạch sẽ thì người ta sẽ dùng cái nước ngũ vị hương. Và quý vị hãy sử dụng cái chai nước nhất tâm hương này nhé, để lau dọn bàn thờ cho được thơm tho sạch sẽ, giúp cho không gian thờ cúng được gì thanh tịnh hơn và thơm tho hơn, giúp cho các vị về ngự được lâu hơn, cầu gì sẽ được nấy. Nước bao sái ban thờ nhất tâm hương này được sử dụng với các thảo dược tự nhiên nhé, như là quế, hồi, đàn hương, bạch đàn, gỗ vang, bồ hoàn, chanh xả. Và nó có tác dụng như là tẩy rửa các đồ thờ cúng, lau dọn sạch sẽ ban thờ. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ làm cho cái không gian thờ cúng được gì, chấm ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn, cũng như là các loại côn trùng như là gián kiến. Đấy. Nó cũng sẽ giúp tẩy uế ban thờ, mang lại cái vượng khí cho gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương. Đấy. Giúp cho lau dọn ban thờ được thơm tho sạch sẽ hơn, cầu gì thì được nấy. Bên cạnh đó thì khi mà thỉnh chai nước nhất tâm hương sẽ được tặng kèm một cái khăn lau ban thờ nhé. Vậy nên là quý vị có thể yên tâm khi sử dụng. Và đặc biệt cái lọ này thì nó đến 250ml và quý vị có thể sử dụng được trong vòng 1 năm nhé. Nếu mà ai mà sạch sẽ cứ 1 tháng lau một lần thì 1 năm cũng không hết được cái chai này, quý vị nhé. Đó, đó là cái chai nước nhất tâm hương. Và ngay sau đây chúng ta cùng sẽ đến với chương trình là gì, những loại hoa tốt đẹp thắp hương trên ban thờ để gì, mang lại cái may mắn vượng khí cho gia chủ. Thì cái loại hoa đầu tiên mà quý vị nên chọn để thắp hương trong cái dịp Tết Đoan Ngọ tới đây ấy, thì đó chính là gì, chính là hoa sen.
hoa sen, đúng không? À, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà tảng chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó, đó là những cái vần thơ nói lên cái nét đẹp của hoa sen. Hoa sen là một trong những loại hoa mang trong mình cái vẻ đẹp uy nghi, đầy sức sống. Hoa sen được ưu ái đặt cho một cái tên là quốc hoa của Việt Nam. À, cái loài hoa xinh đẹp vốn sống trong bùn lầy nhưng vẫn phải toát lên cái vẻ thanh cao, tinh khôi. Chính vì cái vẻ đẹp đó mà cái hoa sen nó được dùng để trưng bày trên bàn thờ, để thắp hương trong các dịp lễ tiết dỗ chạp. Và đây là một cái loại hoa dùng để thắp hương cho thần Phật, đúng không ạ? Hoa sen nó không chỉ chứa đựng cái vẻ đẹp bên ngoài mà nó còn là cái biểu tượng cao quý của dân tộc. À, những cái cành hoa sen nở rộ, quyện cùng cái mùi hương lan tỏa, nó cũng làm say đắm lòng người. Hoa sen nó toát lên cái sự nhẹ nhàng, thanh khiết của người phụ nữ. Lựa chọn hoa sen là một cái món quà tuyệt vời để dâng lên ban thờ, dâng lên các bậc thần linh gia tiên, ban thờ Phật, để bày tỏ cái tấm lòng thành kính, trân trọng của bản thân đối với các bậc thần linh và gia tiên. Cứ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm ấy, thì cái hình ảnh hoa sen đấy, tươi mới dịu dàng, đi cùng với cái, đó là cái hương thơm ngọt ngào quyến rũ, khiến cho người người nhìn khó có thể là cưỡng lại được. Cái màu sắc của hoa sen cũng khá là đa dạng. À, tuy nhiên, hoa sen hồng vẫn được sử dụng rộng rãi và là một trong những cái tên được sử dụng phổ biến nhất. Hoa sen không chỉ đẹp bên ngoài mà còn được coi là cái biểu tượng về sức sống mãnh liệt và là cái nguồn cảm hứng của rất nhiều các tác phẩm văn học nghệ thuật. Dâng hoa sen lên trên bàn thờ là cái nét đẹp văn hóa đẹp đẽ đã có từ lâu của người Việt Nam. Bàn thờ là nơi linh thiêng để mà thờ cúng. Dâng hoa lên trên bàn thờ không chỉ tạo nên cái vẻ trang nghiêm mà còn như là một cái điểm nhấn rực rỡ mà gia chủ muốn dâng tặng lên đến các đấng tối cao. À, không chỉ thế, bình hoa nó còn giúp cho gia chủ lưu giữ và hội tụ những cái sinh khí tốt đẹp của trời đất, mang đến nhiều cái may mắn, phước lành, thịnh vượng và cái tài lộc cho gia chủ. À, như chúng ta đã biết, hoa sen là quốc hoa của Việt Nam. À, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi nó luôn được ưu ái để làm một cái loại hoa đặt lên trên bàn thờ. Loại hoa xinh đẹp này là đại diện cho cái cốt cách sáng trong, đứng đắn mà không hề nhơ nhuốc dù sống trong bùn lầy. À, gia chủ dâng hoa sen với cái mong muốn nhắc nhở bản thân và mọi người trong gia đình ấy, luôn sống thiện lương, không gian dối. Thì ngoài ra cái việc trưng bày hoa sen còn thể hiện cái lòng thành kính và biết ơn của một số người người thân gửi đến ông bà gia tiên. Vì vậy, trong cái dịp lễ Tết Đoan Ngọ, nếu mà quý vị đang thắc mắc không biết cúng hoa gì thì hoa sen là một cái sự lựa chọn tuyệt vời của quý vị nhé. Đó là loài hoa đầu tiên. Thứ hai, loài hoa thứ hai dùng để lễ cúng trong cái Tết Đoan Ngọ đó chính là cúc vàng. Hoa cúc vàng. Thưa quý vị, hoa cúc vàng là loài hoa được nhiều gia đình lựa chọn để đặt trên ban thờ trong các dịp là lễ Tết dỗ chạp ngày rằm ngày mùng 1. Và đặc biệt là trong cái dịp lễ Tết Đoan Ngọ sắp tới đây. Cúc xếp thứ hai trong cái bộ tứ quý, đó là tùng, cúc, trúc, mai. Hoa cúc nó tự trưng cho cái sự trường thọ. Vào cái ngày Tết Đoan Ngọ thì các gia chủ đặt hoa cúc vàng lên trên bàn thờ tổ tiên để thể hiện cái sự hiếu thảo với ông bà tổ tiên, cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình. Ở Việt Nam ấy thì hoa cúc đã quá quen thuộc vào các dịp lễ Tết dỗ chạp. Nói chung vào cái dịp này thì ở ngoài đường nói chung là rực rỡ những hoa cúc, đặc biệt là quý vị ra chợ thì cũng không thể thiếu, đúng không ạ? Loài hoa này được rất nhiều người dân ưa chuộng vì nó có chứa nhiều cái ý nghĩa sâu xa khác nhau. Do đó, chẳng thể nào mà bỏ qua được một loại hoa xinh đẹp, ngát hương thơm và mang lại nhiều cái điều tốt lành, may mắn cho gia chủ như là những cái hoa cúc. Theo tích của người Trung Quốc thì loài hoa cúc vàng có nguồn gốc từ nước này, tìm thấy từ thế kỷ 15 trước công nguyên và sau đó được nhân rộng ra nhiều nước trên thế giới. Cái hoa cúc có sức sống mãnh liệt, màu sắc rực rỡ, ai cũng gì phải say mê, và đặc biệt chúng lại gì tự biết tỏa ra cái năng lượng tích cực khiến cho vạn vật xung quanh cũng trở nên vui tươi hơn. Cái màu vàng từ xa xưa đều được xem là cái màu biểu tượng cho cái sự quý phái của giới quý tộc, cái sự giàu sang phú quý. Do đó
hoa cúc vàng trang trí trong cái không gian lập tức sẽ trở nên sang trọng hơn, đẳng cấp hơn nhiều. Chưa kể loài hoa này đại diện cho quyền lực mà tặng cho những người có vị trí cao sang, hoặc là cho các đoàn thể, các cơ quan nhà nước thì cũng được gì tạo nên cái vẻ quý phái. Hoa cúc vàng biểu tượng cho cái sự trường tồn và trường thọ, nên hay được lựa chọn để tặng cho những người lớn tuổi với ngụ ý là trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Hoa cúc vàng còn được trang trí trong các ngày lễ trọng đại với cái lời chúc là gì trường tồn, đúng không ạ, trường tồn mãi mãi. Bên cạnh đó thì hoa cúc vàng cũng biểu trưng cho cái hạnh phúc đong đầy, được trọn vẹn, gia đình ấm no, đông con nhiều cháu. Vào ngày Tết thì nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn cắm hoa cúc vàng trên ban thờ hoặc là trang trí trong không gian thờ cúng để được gì cửa nhà được ấm cúng hơn, thơm tho hơn, và cũng là cái biểu trưng cho một năm đầy đủ sung túc, hạnh phúc trọn vẹn, con cháu thì tề tựu đông đủ hiếu thảo. Bên cạnh đó, hoa cúc vàng từ xưa đến nay đã gắn liền với cái truyền thống, truyền thuyết về cái lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Và có dịp lễ Tết với cha Tết mẹ thì cũng nên chọn một cái bó hoa tươi hoặc là hoa cúc để tặng mẹ, tặng ông bà thay lời chúc về cái sự biết ơn, cái lòng thành kính với những người đã sinh thành và nuôi nấng chúng ta. Bên cạnh đó, hoa cúc vàng nó còn biểu trưng cho cái tình yêu nồng cháy son sắt chung thủy, quyết một lòng một dạ hướng về một người. Do đó, loài hoa này còn được các bạn nam lựa chọn những người thân thương, nhắn nhủ về sẽ yêu nàng đến hết cuộc đời này. Cái màu vàng nó tượng trưng cho cái sự may mắn đầy đủ, xua đi cái tà ma, chướng khí và cực kỳ tốt. Do vậy, vào cái ngày lễ Tết quan trọng của người Việt Nam ấy, thì người Việt hay cắm hoa cúc vàng. Một bình hoa cúc vàng rực rỡ sẽ giúp gia đình thu hút được cái vượng khí, xua đi cái đen đuổi và hài hòa cái vận khí trong nhà, lại luôn ổn định, hanh thông. Ngày Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam là cái ngày lễ lớn trong năm, nên gia đình nào cũng trang hoàng, một cái là gì? Không gian được lộng lẫy. Hoa cúc vàng trong cái tháng năm này cũng nở rộ, đua nhau mà tỏa ngát cái hương thơm. Gia chủ nên mua hoa này về thắp hương lên trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài hay là ban thờ Phật, để giúp cho không gian thờ cúng được trang hoàng ấm cúng. Và đây cũng là một cái loại hoa mang lại cái may mắn tài lộc tuyệt vời cho gia chủ, vậy nên quý vị đừng dại bỏ qua nhé. Đó là loại hoa thứ hai. Tiếp theo là hoa thứ ba, đó chính là hoa đồng tiền. Đồng tiền, đồng tiền đi liền với khúc ruột, đúng không ạ? Muốn phát tài thì các bạn hãy mua hoa đồng tiền về thắp hương trong cái ngày rằm, ngày 1 hay là ngày Tết Đoan Ngọ sắp tới đây. Bởi cái hoa đồng tiền đúng như cái tên gọi của mình, cái hoa đồng tiền nó là cái loại hoa dại để nó mang lại nhiều cái may mắn, tài lộc, tiền tài và thịnh vượng cho những người sống trong gia đình. Bên cạnh đó, cái hoa đồng tiền nó còn là cái biểu trưng cho cái sức khỏe và cái tuổi thọ. Hoa đồng tiền được nhiều người ưa chuộng, nhất là trong cái dịp Tết Đoan Ngọ, với cái ý nghĩa là gì? Đồng tiền đem lại cái ấm no hạnh phúc, đem đến nhiều cái may mắn và cái sự giàu sang phú quý cho gia chủ. Thì ngoài ra, cái hoa này nó còn mang ý nghĩa về tài lộc. Những bông hoa đưa nở mong ước về một cái thời gian tới sẽ được an khang thịnh vượng, gặp nhiều phúc lộc và tiền tài được viên mãn. Trong phong thủy, nhất là trong những ngày khai trương ấy, thì nhiều người chọn cái hoa đồng tiền để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Vì thế, cái hoa đồng tiền nó được sử dụng nhiều trong các kệ hoa trong các dịp khai trương. Và cái hoa đồng tiền nó cũng mang đến cái ý nghĩa là biểu tượng của tiền tài danh vọng, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Hoa đồng tiền thể hiện ca ngợi, khích lệ một ai đó. Nó còn gì tượng trưng cho cái sự tin tưởng, sôi nổi và nhiệt tình. Muốn chinh phục cái trái tim của một cô gái cá tính, sôi nổi, hãy tặng cô ấy một chậu hoa đồng tiền, quý vị nhé. Đó là cái loài hoa thứ ba. Đó. Tiếp theo là hoa thứ tư. Đấy, đó chính là gì? Hoa hồng. Thưa quý vị, bên cạnh bát hương chén nước, đĩa chầu cau mâm ngũ quả, thì trên ban thờ nào cũng phải có một cái bình hoa tươi để dâng lên ông bà tổ tiên. Và hoa hồng là một trong những loại hoa mà không thể thiếu trên ban thờ trong cái ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch sắp tới đây. Theo nhiều nhà tâm linh ấy, thì ngày nay bên cạnh cái nén hương, chén nước, mâm cơm, ban thờ gia tiên các gia đình Việt Nam luôn có bình hoa đẹp thay cho các đĩa hoa ngày xưa.
Trong Phật giáo thì hoa dâng cúng lên thần Phật cũng là cái tượng trưng cho cái sự thanh khiết thơm tho, ý nghĩa dâng điều thiện lành tốt đẹp, bày tỏ cái tấm lòng thành kính biết ơn cúng chư Phật và gia tiên, dù giá trị vật chất là nó cũng không nhiều. Hoa hồng không những là cái biểu tượng của tình yêu giữa lửa trong cái hạnh phúc gia đình, mà còn đem lại cái may mắn lâu dài cho gia chủ. Thân hoa hồng có nhiều cái gai, nó xua đuổi cái tà khí và cái chướng khí đốt xâm nhập. Quý vị lưu ý chỉ nên chọn hoa hồng màu đỏ, đỏ sẫm hay là hoa hồng phai hoặc là các màu sắc khác đó. Thì ngoài ra ấy, hoa hồng tỉ muội cũng được là một cái loại hoa hồng mà cũng được rất nhiều người sử dụng trong việc cắm trên ban thờ vào ngày lễ Tết Đoan Ngọ này. Đặc biệt trong những dịp lễ Tết Dỗ Chạp thì những loại hoa đơn giản với cái màu sắc tươi tắn vẫn có thể toát lên cái vẻ sang trọng. Hồng tỉ muội với cái nhiều nụ và hoa cũng sẽ là cái biểu tượng cho cái sự may mắn tốt lành, để đông con nhiều cháu, hạnh phúc tràn đầy. Đó là loài hoa thứ tư. Tiếp theo là cái loài hoa thứ năm mà quý vị không thể thiếu, đó là hoa huệ nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy, với cái vẻ ngoài tao nhã thì hoa huệ đại diện cho cái lòng trung thành, cho sự tái sinh và tinh khiết. Có nhiều cái quan niệm hoa huệ trắng không nên bày trên ban thờ. Tuy nhiên, hoa huệ lại mang một cái vẻ đẹp trong trắng ngay thẳng, cùng với nhiều cái nụ nhỏ vây quanh, tượng trưng cho cái sự no đủ, sung túc và hạnh phúc. Với cái loài hoa thanh tao này, chắc chắn bề trên cũng sẽ phù hộ cho gia đình các bạn gặp nhiều được may mắn, tài lộc trong năm. Đó là loài hoa thứ 5. Tiếp theo loài hoa thứ 6, đó chính là hoa lay ơn. Hoa lay ơn đó. Chắc chắn khi nhắc đến loài hoa lay ơn thì các bạn cũng không còn thấy lạ lẫm với những cái màu sắc rực rỡ và dáng hoa tinh tế đẹp mắt, đặc biệt là nó có thể tươi rất là lâu. Hầu hết các gia đình trong dịp lễ Tết Dỗ Chạp ấy, đặc biệt là lâu ngày như Tết Nguyên Đán ấy, thì thường gì chọn và sáng tạo cái những loại hoa này và những cái cách cắm đặc biệt để đón một cái năm mới được gì hạnh phúc, tài lộc, bình an đến với cả gia đình. Lay ơn là cái loại hoa khác của tên khác của loại hoa kiếm lan. Đây là loại hoa được nhiều người ưa thích vì nó tươi lâu. Các bạn có thể cắm trưng bày trên ban thờ vào nhiều dịp lễ Tết Dỗ Chạp khác nhau. Lay ơn cũng mang ý nghĩa là tình cảm ấm áp và hạnh phúc. Đó là loài hoa thứ 6. Thưa quý vị, hy vọng với những cái thông tin mà Tử Thông vừa chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn có thể chọn được những loại hoa cúng phù hợp trong cái dịp lễ quan trọng, đặc biệt là trong cái dịp Tết Đoan Ngọ sắp tới đây. Hoặc là đơn giản, các bạn cũng có thể chọn được những loại hoa để trang trí trong nhà với mang cái ý nghĩa là đẹp đẽ. Đó. Trong phong thủy thì loại hoa này có tác dụng xua đuổi tà ma, điểm báo, đem đến những sự may mắn, bình an, tài lộc đấy. Vậy nên nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được cái không gian thờ cúng được thêm thơm tho, ấm áp hơn và giúp cho các vị về ngự được lâu hơn và sẽ gì vui vẻ hoan hỉ mà phù hộ độ trì cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Tết Đoan Ngọ 2024 tuyệt đối cấm 10 điều này, kẻo rước họa vào nhà, tiền bạc không cánh mà bay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, Tết Đoan Ngọ hay là Tết Đoan Dương ấy thì nó rơi vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Đây là một cái ngày Tết truyền thống tại một số cái nước Đông Nam Á như Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, vân vân. Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian phương Đông và có ảnh hưởng đến cái sinh hoạt văn hóa. Đoan có nghĩa là mở đầu, ngọ có nghĩa là chính ngọ, tức là giờ ngọ đấy, từ 11 giờ đến 13 giờ, đúng không? Hay là từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Và ăn Tết Đoan Ngọ là người ta thường ăn vào cái buổi trưa. Thì đoan ngọ lúc này là lúc mà trời bắt đầu ngắn nhất và gần trái đất nhất trong những ngày hạ chí. Cái Tết Đoan Ngọ còn được là gọi là Tết Đoan Dương. Theo triết lý y học phương Đông thì cái ngày ngọ thì nó cái hỏa khí nó vượng, nó thuộc dương đấy. Vậy nên trong cơ thể của con người trong ngày Tết Đoan Ngọ cũng sẽ có những cái tiến lên, có những cái điều nó lên đến cái độ là vượt bậc, đúng không ạ? Tức là nó đi lên hơn, mạnh hơn so với dự kiến. Cái ngày Tết Đoan Ngọ nó mang cái ý nghĩa để trừ trùng và phòng bệnh,
giữ gìn sức khỏe, bảo vệ cái mùa vụ được bội thu. Một trong những cái nét đặc trưng của cái Tết Đoan Ngọ chính là cái việc thực hiện cái nghi lễ thờ cúng tổ tiên và thần linh, đặc biệt là cúng cái vị thần Đôi Chuân, người được coi là cái thần bảo vệ cây cối và chống lại sâu bọ. Thì ngoài ra ấy, ngày Tết Đoan Ngọ cũng là để sum họp đoàn viên, quây quần tất cả các thành viên trong gia đình với nhau. Thì tại các làng quê, những người dân rất coi trọng cái ngày này và đặc biệt chú trọng đến cái việc là trang hoàng, chuẩn bị đồ lễ, các món ngon vật lạ, trái cây để cúng lên trên ban thờ. Đấy. Thì ngoài ra còn có những cái món ăn khác tùy theo cái phong tục tập quán của từng vùng miền. Đấy. Tết Đoan Ngọ cũng là dịp để người ta tưởng nhớ và kính trọng tổ tiên, lưu giữ và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống. Đó là cái lý do vì sao dù xa xôi đến đâu thì con cháu vẫn thu xếp để về quê sum họp cùng với gia đình. Và trong ngày lễ Tết Đoan Ngọ thì chúng ta cũng cần phải thực hiện một cái nghi lễ, đó là lau dọn bàn thờ sạch sẽ trước khi mà thực hiện cái nghi lễ cúng Tết Đoan Ngọ, đúng không ạ? Nghi lễ này cũng rất gần với cái ngày mùng 1 tháng 5. Đâm ra là nếu mà như mà quý vị đã lau dọn bàn thờ sạch sẽ vào cái ngày mùng 1 rồi và ngày mùng 5 nó vẫn còn sạch thì quý vị có thể là gì? Không cần phải lau. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa lau thì quý vị có thể tiến hành sử dụng một cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương để lau dọn bàn thờ cho được thơm tho sạch sẽ, giúp cho bàn thờ trở nên trang trọng hơn, trang nghiêm hơn, thanh lịch hơn. Bên cạnh đó, khi lau bàn thờ thì quý vị cũng cần phải dùng một cái loại khăn cố định nhé. Khăn lau bàn thờ là chuyên dùng lau bàn thờ chứ không dùng các lau khăn lau bàn ghế, khăn lau giày dép để mà lau bàn thờ thì nó mất đi cái tính linh ứng mà có phần là xúc phạm đến thần linh. Đấy, quý vị có thể tham khảo thêm cái lọ nước nhất tâm hương bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương lau dọn bàn thờ cho được thơm tho sạch sẽ, đón các ngài về ăn Tết Đoan Ngọ cho được trang trọng và linh thiêng. Thì bên cạnh đó, cái chai nước nhất tâm hương này cũng được tặng kèm một cái khăn sạch để quý vị tiến hành lau bàn thờ nhé, chuyên để lau bàn thờ. Vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng nhé. Thưa quý vị, thì sau khi đã dọn dẹp lễ, là lau dọn bàn thờ sạch sẽ, sắm đồ lễ lên cúng tổ tiên, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nghi thức thờ cúng, đúng không ạ? Và ở Việt Nam ấy, theo quan niệm dân gian cho rằng trong ngày Tết Đoan Ngọ thì cũng cần phải kiêng kỵ 10 cái điều sau đây để tránh phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh và gây tổn hại đến cái tài lộc của gia chủ. Vậy thì đó là những cái điều kiêng kỵ nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta được biết cái ngày Tết Đoan Ngọ cũng là một ngày khá quan trọng. Nó là một trong năm những cái ngày lễ Tết lớn của Việt Nam. Vậy nên những cái điều mà kiêng kỵ sau đây thì quý vị cũng cần phải là gì? Tránh nhá, cần tránh. Bởi vì các cụ người ta có câu là gì? Có thờ thì có thiêng, mà có kiêng thì có lành. Đó. Thì cái kiêng kỵ đầu tiên ấy là người ta thường kiêng là không chọn cái phòng đầu tiên hoặc là cái phòng cuối cùng của hành lang khi đi khách sạn hay nhà nghỉ. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái ngày Tết Đoan Ngọ là ngày sum họp giữa thành viên trong gia đình, nhưng mà ấy, cũng không tránh khỏi trong những ngày này thì vẫn còn nhiều người phải đi công tác, phải đi đây đó, hoặc là gì, có những cái việc cấp thiết mà chúng ta phải đi ra khỏi nhà. Mặc dù là cái ngày lễ để đoàn tụ đấy, nhưng mà ấy, cũng không tránh khỏi những cái điều mà chúng ta phải đụng chạm đến cái khách sạn hay là nhà nghỉ, đúng không ạ? Và theo lý giải ấy, thì hai cái vị trí đầu và cuối của cái hành lang khách sạn ấy thì nó dễ hút những nguồn năng lượng tiêu cực không tốt cho sức khỏe. Khi mà bước vào một cái khách sạn hay là nhà nghỉ thì cần phải chú ý xem cái không khí ở đó như thế nào. Nếu mà thấy u ám, không thoải mái hoặc có mùi gì đó bất thường ấy, thì quý vị cũng nên tránh xa. Không nên ở bên trong những cái phòng mà bài trí các đồ vật mang cái tính chất tôn giáo tâm linh như là tranh, tượng Phật, tượng thần thánh. Bởi hầu hết những hình ảnh này mang cái tính chất là để chấn áp cái tà khí, chứng tỏ cái phòng ốc đang có vấn đề. Thì đây cũng là một trong những cái điều đại kỵ trong phong thủy cần tránh khi mà quý vị chọn phòng nhé. Kiêng kỵ thứ hai là không chụp ảnh ở dưới chân tòa tháp, ở góc tường hoặc là cùng với cái đồ vật cổ xưa
cũng như là không chụp ảnh ở nghĩa địa, nghĩa trang, đúng không ạ, vân vân. À, thưa quý vị, thì về cái khía cạnh kiên kỵ này thì nói chung ấy, ngày nay thì cái thiết bị smartphone nó phát triển rất là gì, rất là rầm rộ, và hầu hết là chúng ta thì ai ai cũng đều có một cái điện thoại trong tay. Và cái máy ảnh ấy, cái máy ảnh nó cũng là một cái phương tiện mà nó giúp chúng ta gì, à, để chụp ảnh, lưu giữ lại được những khoảnh khắc của chúng ta. Và nó đã trở thành một cái vật nói chung là cũng khá là cần thiết, và hầu như là mọi người thường sử dụng để chụp ảnh, để lưu giữ lại những khoảnh khắc. Nhưng bên cạnh đó thì đôi khi cũng do vô tình hay là do cố ý mà người ta chụp ảnh ở những cái nơi mà nó cần phải kiên kỵ đó, như là dưới chân tòa tháp, hay là góc tường, hay là đồ vật cổ xưa vân vân. Những cái chỗ này thì quý vị không chụp ảnh nhá, bởi những nơi như là dưới chân tòa tháp, hay là dưới đường dây điện cao áp, hay là góc tường, hay là nghĩa trang ấy, thì nó chứa một cái nguồn năng lượng phức tạp, thậm chí là có âm khí, có tà khí nữa. Chụp ảnh ở những nơi đây ấy, thì có thể khiến cho các bạn gặp phải những cái hiện tượng khó mà lý giải. Quý vị nên tránh thì là tốt hơn. Việc chụp ảnh với những cái đồ vật cổ xưa cũng không nên, nhất là khi mà đụng chạm hay là gì, nhảy cả lên những cái cổ vật để mà chụp ảnh ấy, thì lại càng phải tránh xa. Cổ vật xưa nó có chứa một cái nguồn âm khí mạnh đấy, không biết khai thác từ đâu. Những cái lưu giữ, người ta cũng cần phải là gì, có những cái hình thức chiến điểm nào đó mà chúng ta không biết được. Vậy nên quý vị cần phải tuyệt đối tránh nhé, kẻo rước họa vào thân. Kiên kỵ thứ ba ấy, đó là gì, không soi gương vào 12 giờ đêm. Thưa quý vị, thì cái việc mà soi gương vào ban đêm thì người ta cũng thường là kiên kỵ, bởi gì, cái gương nó được ví như là cái cửa của quỷ môn quan. Đấy. Lý giải về cái nguyên nhân này thì các bạn có thể hiểu rằng sau 12 giờ đêm là cái khoảng thời gian mà âm khí nó vượng nhất, nó hoạt động mạnh nhất. Vì thế mà sau 12 giờ đêm thì tuyệt đối không nên đứng soi gương, càng không nên chụp ảnh. Đấy. Cái điều đó rất dễ là chiêu dụ cái âm khí. Hơn nữa, soi gương vào cái thời điểm này cũng không tốt cho sức khỏe. Những người già ngày xưa thường cho rằng đấy, ban ngày trang điểm là cho người khác nhìn, còn ban đêm trang điểm là cho ma quỷ xem. Bởi vậy, cái buổi tối thì không nên soi gương để tránh nhìn thấy những cái thứ mà không mong muốn, những thứ dơ bẩn, ma ám hay là tà khí, tạp khí. Vì thế, khi đến tối thì người ta thường dùng một cái tấm vải hay là một cái thứ tương tự để mà che cái tấm gương lại. Và có rất nhiều chuyện ngày xưa kể về cái lý do tại sao mà người ta không nên soi gương vào ban đêm. Các cụ câu là gì, có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Những người tin vào cái thế giới tâm linh ấy, thì họ đều cho rằng đằng sau chiếc gương có thể là một cái thế giới của âm hồn ngã quỷ. Có rất nhiều chuyện không mong muốn nó xảy ra đó. Có một cái số thuyết nói rằng nếu mà cứ nhìn chăm chăm vào gương bị vỡ thì sẽ vô tình bị hút vào trong gương. Cũng có thuyết kể rằng nếu mà soi gương vỡ mà nhìn thấy mắt trên khuôn mặt thứ một thứ ba nhắm lại thì sẽ nhanh chóng người đó sẽ mất mạng đó. Nói chung ấy, hay cũng có người khác nói rằng là gì, khoảng 12 giờ đêm không thể soi gương vì sẽ nhìn thấy những cái bóng thứ hai. Ban đêm soi gương sẽ nhìn thấy cái kiếp trước của mình. Mỗi người thì đều có ba hồn bảy vía. Buổi tối lại là cái thời gian mà âm thịnh dương suy, quỷ khí nó tăng cường. Nếu mà soi gương ấy, thì dễ có thể là nhìn thấy cái thứ mà ám ảnh khủng khiếp và rất đáng sợ. Trên thân thể bất luận một người nào thì đều có 7 phần là nhân khí, 3 phần là quỷ khí. Cũng chính là tự thân của người đó có một cái thể thống nhất âm dương. Tuy nhiên, tỷ lệ âm dương trong cơ thể con người nó cũng thể là gì, có những cái phát sinh biến hóa. Vào buổi tối, nhất là vào ban đêm ấy, thì âm thịnh dương suy, quỷ khí lại tăng lên. Lúc này mà soi gương ấy, càng khiến cho thân thể dễ bị tiêu tán và sẽ xảy ra những cái hiện tượng nhìn thấy những cái điều mà không nên. Trong phong thủy thì gương được coi là cái quang sát, là một cái công cụ dùng để phòng ngừa cái sát khí và những cái điều hung dữ. Tuy nhiên, cái việc soi gương quá nhiều thì nó cũng không tốt. Gương không những có thể là hút cái tà khí mà còn có thể thì hút các loại khí khác. Ban ngày con người hoạt động nhiều nên là cơ thể cần được bổ sung đầy đủ, nhưng ban đêm ấy,
khi đi ngủ thì khí sẽ không được bổ sung đầy đủ nữa. Chính vì thế mà soi gương quá nhiều vào ban đêm ấy, sẽ khiến cho con người bị hút vào cái luồng cái khí tiêu cực, làm cho cơ thể nó bị mệt mỏi. Thì ngoài cái việc không nên soi gương thì gia đình cũng không nên kê giường mà sát vào tường, đặc biệt là để hạn chế để gương ở trong phòng ngủ. Bởi vì con người khi ngủ cái năng lượng sẽ bị giảm sút, cái sức chống cự nó cũng bị hạ thấp. Nếu như mà gương đặt trong phòng ngủ ấy, có thể đem lại cái sát khí phản chiếu lên giường, gây hại cho sức khỏe của những người nằm trong phòng đó. Vậy nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý cái điều này nhé. Kiêng kỵ thứ tư đó là không nên để rơi hay là để mất tiền. Thưa quý vị, thì người xưa cho rằng mất tiền vào cái ngày Tết Đoan Ngọ ấy, sẽ khiến cho các bạn rơi mất cái tài lộc. Nên là dù đi đâu thì cũng nên hết sức cẩn trọng bảo vệ cái tài sản và tiền bạc của mình. Bị mất tiền là cái điềm báo theo quan niệm của dân gian ấy, nói chung ấy là không tốt, đúng không ạ? Từ xa xưa thì tiền bạc trở thành một cái yếu tố không thể thiếu trong cái đời sống vật chất của con người. Có câu là đồng tiền thì đi liền với khúc ruột. Cái câu nói này đã cho thấy cái tầm quan trọng của đồng tiền, của tiền bạc. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt đời thường mà còn liên quan đến cái vấn đề về tâm linh nữa. Dân gian thì luôn quan niệm cái việc đánh mất tiền là điềm báo cho thấy xui xẻo đang cận kề. Tuy nhiên, có những trường hợp mất tiền chưa hẳn là đã là điểm xui. Ông cho ta có câu là của đi thay người, ngụ ý rằng cái việc mất tiền mất của đôi khi cũng là cái cách để đổi lại cái may mắn. Trong một khoảng thời gian nào đó, có thể các bạn gặp phải những cái tai họa nhất định, thì chúng ta có thể là chúng có thể gây ra cho các bạn về những thiệt hại về sức khỏe và tinh thần. Vậy nên là các cụ đôi khi có nói là việc mất mát tài sản vào lúc này cũng giống như là một cái cách thức để các bạn đổi lấy cái sự bình an. Thay vì phải gánh chịu những tai họa bệnh tật thì tiền bạc có thể là cái vật thế thân cho các bạn. Tiền bị mất còn có thể kiếm lại được, nhưng mà không có sức khỏe ấy, thì khó có thể là làm được cái gì. Do đó nhiều người quan niệm rằng khi mất tiền là do chúng ta đang sử dụng cái tài sản để xua đi cái vận hạn, đổi lấy cái may mắn. Vậy nên là quý vị cũng không nên quá bi quan nhé. Kiêng kỵ thứ năm là không để giày dép lộn xộn. Thưa quý vị, trong ngày Tết Đoan Ngọ ấy, thì theo văn hóa của người Hoa, giày dép thì đồng âm với từ tài, có nghĩa là tà khí. Do vậy, để giày dép không đúng chỗ hay là vứt lộn xộn thì thường mang đến những cái điều chẳng lành. Cái việc các bạn cần làm ấy là để mũi giày dép hướng ra phía ngoài. Người Việt xưa quan niệm cái việc để mũi giày dép quay vào trong nhà ấy, thì không khúc nào dẫn dụ tà khí vào nhà. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu ăn mặc của con người thì cũng ngày càng gia tăng. Cùng với quần áo, khăn mũ thì giày dép cũng là một cái vật dụng mà chiếm số lượng khá đáng kể trong cái tủ giày nhà các bạn. Giày dép mà chúng ta đi lại hàng ngày dù nhỏ bé nhưng mà cũng có cái từ trường, vì thế chúng sẽ gây ra những cái ảnh hưởng đối với cái phong thủy của căn nhà đó. Rất nhiều hộ gia đình thường đặt một cái tủ giày ngay phía cái cửa ra vào, vừa để tiện lợi lại vừa để ngăn cản những cái thứ không tốt ở phía ngoài khi mà đóng cửa tủ. Giày dép có ảnh hưởng rất lớn đối với cái tài vận của gia chủ, vì thế các bạn hãy chú ý đấy một vài cái vấn đề này nhé. Thưa quý vị, nói chung giày dép là cái thứ đồ chỉ thích hợp đặt ở bên cạnh cái cửa ra vào, không nên để ở bất cứ cái góc nào trong nhà đấy, bao gồm cả phòng ngủ nữa. Đặc biệt là giày đi ở ngoài đường ấy, bởi chúng sẽ đi qua nhiều nơi, nhiễm nhiều cái khí ngũ hành khác nhau, kim mộc thủy hỏa thổ, nên là nó sẽ trở thành một cái vật dụng mang nhiều cái tà khí. Nếu mà giày dép đi ngoài đường lung tung vào trong nhà ấy, thì những cái nguồn năng lượng không tốt nó sẽ vào nhà theo, trực tiếp gây ảnh hưởng đến cái tài vận của gia chủ. Còn đối với giày dép đi trong nhà hoặc là giày dép chưa sử dụng thì chúng ta có thể để bất cứ nơi nào tùy thích, nhưng mà tốt nhất thì cũng nên là sắm cho gia đình mình một cái tủ giày, bởi chỉ cần cất tất cả giày vào trong tủ ấy, khi đóng cửa lại thì cũng sẽ khóa lại những cái nguồn khí xấu đó. Đối với những gia đình mà có cửa ra vào đối diện với cái hành lang ấy, thì tủ giày còn có tác dụng như một cái bình phong
có thể ngăn cản những cái luồng khí xấu ở bên ngoài. Xét về mặt phong thủy ấy, thì cất giày dép vào trong tủ cũng cần phải nên để cái mũi nó hướng vào phía trong, không nên để mũi giày hướng ra phía ngoài, đặc biệt là đối với cái mũi giày nhọn đang trở nên vô cùng phổ biến hiện nay. Nói chung ấy, chúng ta đặt cái mũi giày nó hướng vào trong sẽ tránh được chúng ta mỗi lần mở tủ đấy phải gì tạo ra cái thế là hỏa sát, tức là cái mũi nhọn chĩa vào đấy, lâu dần sẽ gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Vậy nên quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Kiêng kỵ thứ 6 là không nên dừng chân lại những nơi âm u có nhiều tà khí tạp khí, như là bệnh viện này, nghĩa trang này, hay là những cái vùng âm u trống vắng đó. Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ là cái ngày để cải thiện cái sức khỏe, loại bỏ sâu bọ trong người. Đấy nên là gì? Trong cái ngày này các bạn cần nên tránh những cái nơi âm u, nhiều tà khí như là bệnh viện, nơi tổ chức tang lễ. Vì những nơi này chứa nhiều cái âm khí, cái tử khí khá là nặng. Vậy nên dễ bị nhiễm tà và dễ bị sinh bệnh. Theo dân gian thì nơi nào có nhiều âm khí sẽ có cảm giác bị lạnh lẽo. Người đến nơi âm khí nặng sẽ cảm thấy là gì, bức bối nặng nề, giống như là cái sinh lực trong cơ thể nó bị hút đi mất. Còn con người ấy, nếu như mà âm khí nặng trông sẽ có vẻ u ám bí hiểm, khiến cho người khác phải dè chừng và không biết họ sẽ làm gì, đúng không? Người phương Đông vốn coi trọng cái âm dương ngũ hành, có dương thì phải có âm. Với một cái vật cụ thể, nếu như mà cái âm khí của nó có mạnh mà dương khí yếu ấy, thì nó không đủ để cân bằng, thì vật đó sẽ bị gì, bị âm nó áp chế và dần dần sẽ bị suy yếu mà yếu đi. Người mang âm khí nặng thì nhân khí cũng khó tụ, đây cũng là cái dấu hiệu của sự chết chóc. Đồ vật cũ kỹ bị bỏ lâu ấy thì cũng sẽ mang âm khí. Những cái nơi như là mộ phần, nhà hoang hay là tầng hầm của các tòa nhà, hoặc là của trường học vào ban đêm, những lò mổ giết động vật đấy, cũng sẽ mang nhiều cái âm khí khá là nặng. Nói chung ấy thì trong cái ngày Tết Đoan Ngọ, quý vị cũng cần phải tuyệt đối tránh xa những cái nơi này ra. Nếu mà tiếp xúc với những cái vật này thường xuyên trong một thời gian dài thì dương khí sẽ dần dần bị âm khí nó lấn áp, dương khí tiêu hao, khiến cho sức khỏe của quý vị cũng sẽ bị giảm sút và cái tinh thần của các bạn cũng có phần sa sút, và từ đó nhiều cái rắc rối nó phát sinh, tài lộc cũng khó làm khó mà tụ được, đúng không ạ? Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Kiêng kỵ thứ 7 trong Tết Đoan Ngọ ấy, mùng 5 tháng 5 ấy, chính là gì? Tránh mua cái đồ lưu niệm. Đấy. Thưa quý vị, quan niệm này thì được truyền lại bởi mọi vật thì đều có chứa cái linh khí. Nếu mà tốt sẽ mang lại cái may mắn tài lộc, còn nếu mà không tốt sẽ mang lại những cái điều xui xẻo không lành cho gia chủ. Quà lưu niệm là một trong món đồ không thể thiếu trong mỗi cái chuyến đi xa. Thông thường thì mỗi chuyến đi du lịch xa ấy, thì các bạn nên tìm hiểu về cái nét đặc trưng văn hóa và chú ý đến cái văn hóa vùng miền và cái cũng như là gì, cái đặc sản ấy, của từng địa phương mà các bạn đến. Và khi chọn đồ lưu niệm cho bạn bè, cho người thân thì cũng cần phải lưu ý những món đồ lưu niệm sau đây để tránh đem lại những cái điều không may mắn cho gia đình. Ngoài ra ấy, thì có một số các trang sức làm bằng xương của động vật đấy, thì các bạn cũng gì không nên mua làm quà tặng lưu niệm nhé, bởi chúng chứa nhiều cái điểm xui xẻo bên trong. Lưu truyền rằng các thuật sĩ mà ngày xưa ấy, thì thường sử dụng những cái tà thuật để ám lên chúng, do đó nếu mang bên người thì dễ bị gọi hồn và gánh chịu những cái oán hận tâm linh. Còn nếu mà tặng nó cho bạn bè thì cũng chỉ mang đến cái tai họa cho họ mà thôi. Đôi khi thì quý vị cũng không nên dùng nhé. Kiêng kỵ thứ 8 là không đi du lịch, đặc biệt là không đi tham quan lăng tẩm hay là địa đạo trong ngày Tết Đoan Ngọ. Thưa quý vị, vào những ngày này tốt hơn là các bạn không nên đi du lịch, vì sẽ dễ bị hao tổn cái tiền bạc cũng như là gì, hao tổn cái khí lực. Thời gian này là nơi thời gian mà tụ tập bên gia đình và bên những người mình thương yêu đó. Ngoài ra thì cũng không nên đi tham quan về cái lăng tẩm hay là địa đạo hay là các khu chiến tích cổ xưa, vì ở đây là những cái địa điểm chứa nhiều cái năng lượng tiêu cực. Nếu mà bắt buộc phải đi thì tốt nhất là các bạn hãy tránh
những cái nơi này ra vào khoảng sau 3 giờ chiều nhé. À, như quý vị đã biết, cái lăng mộ là một cụm từ đã gì không còn quá xa lạ với chúng ta nữa. Đó chính là những nơi mà các gia đình lựa chọn để an nghỉ cho những người mất. Ông bà xưa có quan niệm là cuộc sống ở nơi trần gian chỉ là tạm bợ, cuộc sống ở thế giới bên kia mới là vĩnh hằng. Và đó là cái lý do mà khiến cho cái lăng mộ được thiết kế xây dựng ngày càng tinh xảo và chu đáo hơn. Và mỗi năm ấy, đến ngày giỗ thì con cháu thường đến thắp hương hoặc là gì đoàn tụ trước lăng mộ để kính viếng. Hơn thế nữa, cũng có dịp ngồi lại với nhau để kể lại những cái chuyện xưa, kể lại những chiến tích của tổ tiên đấy, nhằm gì tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên chúng ta. Đây là cái nét đẹp văn hóa truyền thống của các gia đình người Việt cần được lan truyền, lan tỏa và giữ gìn. Nhưng mà trong những ngày âm khí nặng như này thì các bạn cũng không nên nhá đi tham quan lăng mộ. Kinh kỵ thứ 9 là không đặt chân xuống đất khi vừa mới ngủ dậy. Quý vị thân mến, theo quan niệm của người xưa ấy, thì đối với những người lớn sáng mới ngủ dậy thì cũng không được đặt chân xuống dưới, mà phải xúc miệng 3 lần cho thật sạch, sau đó mới bước xuống sàn ăn một chén rượu nếp hay là hoa quả để diệt số bọn, như là ăn mận hay là ăn vải vân vân. Cái việc đột ngột bước xuống cái nền nhà lạnh có thể sẽ làm tổn thương đến các mạch máu ở cái hệ thần kinh trung ương và gây đau đầu. Do vậy, chúng ta nên có cái động tác nhẹ nhàng trước khi mà ra khỏi giường, rồi từ từ bước chân xuống. Khi mới ngủ dậy thì cơ thể cũng đang ở cái trạng thái tĩnh. Nếu mà chuyển ngay sang cái trạng thái động ấy, thì ngoài vấn đề về xương khớp còn có thể là gặp những cái tai biến về mạch máu. Khi thức dậy thì mọi người cũng không nên ngồi dậy đi lại ngay, mà nên khởi động nhẹ nhàng trên giường để đánh thức tất cả các bộ phận trên cơ thể. Việc này nó cũng không mất quá nhiều thời gian, có thể là mất vài chục giây hoặc là 2 phút, 5 phút vân vân, hoặc là có thể lâu hơn tùy từng lứa tuổi và cái tình trạng sức khỏe. Khi thức dậy thì các bạn nên vận động nhẹ tại giường trước khi mà bước chân xuống giường. Cái thói quen này nó cũng sẽ rất có lợi cho cái sức khỏe, nhất là cho cái hệ thống xương khớp và cái hệ thần kinh tiêu hóa của chúng ta. Đối với những người cao tuổi ấy, thì cái việc vận động nhẹ trước khi mà bước ra khỏi giường là rất là quan trọng. Những người cao tuổi thì nên bóp nhẹ nhàng làm nóng các cơ, các khớp trước khi bước xuống giường. Đối với những người bị bệnh xương khớp, bệnh tim mạch thì cũng cần phải khởi động nhẹ trước khi bước xuống giường kéo gặp những cái điều tai ương nhé. Đó là kiêng kỵ thứ 9. Tiếp theo kiêng kỵ thứ 10 trong cái ngày Tết Đoan Ngọ, đó là tránh bơi lội trên sông. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết ấy, cái tháng 5 âm lịch là cái tháng xấu trong dân gian. Tết Đoan Ngọ nó rơi vào ngày mùng 5 tháng 5 là cái ngày ngũ trọng. Ngoài ra ấy, thì cái tháng 5 âm lịch cái lượng mưa nó cũng nhiều. Do là gì? Nước sông cũng sẽ dâng cao, độ sâu nước tăng lên. Cái thời điểm này cũng không thích hợp để tắm sông vì nó dễ xảy ra những cái tai nạn bất ngờ. Và trong thời gian vừa qua cũng sẽ đã có rất nhiều cái ca mà bị đuối nước, rất là bi thương. Vậy nên là quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Thưa quý vị, đó là 10 cái điều kiêng kỵ trong cái ngày Tết Đoan Ngọ mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn. Thì mỗi người có một cái quan niệm khác nhau. Như ông bà ta có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thì hy vọng đây là những cái điều kiêng kỵ mà quý vị có thể tham khảo từ những kinh nghiệm truyền lại của ông bà xưa, để giúp chúng ta tránh xa được những cái điều xui xẻo, mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.